Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với BinGa Studio. Hôm nay B sẽ hướng dẫn tất cả các bạn trend mới trên TikTok, đó chính là ca khúc Lưu Số Em Đi. Và cho những bạn nào chưa biết Bin là ai thì hiện tại Bin đang là giáo viên dạy nhảy K-pop cũng như là đang hoạt động tại nhóm Heaven Dance Team. Trước khi bắt đầu vào bài học thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Bin nha. Và đừng quên nhấn vào chuông thông báo để mỗi khi Bin có video mới thì tất cả các bạn sẽ là người xem đầu tiên nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học thôi. Ok, đầu tiên mình sẽ để tay lên ngực và đấm lên một cái như thế này. Bừng. Và mình đưa tay qua 1, 2, 3. Sau đó mình sẽ múa quạt một cái. Phần múa quạt thì Bin cũng đã nói ở những video trước rồi ha. Đưa phần tay ra bên đây và cuộn vô. Ok, múa quạt và đưa qua. Rồi, ok. Sau đó chúng ta sẽ làm động tác gọi điện thoại như thế này. Ok, rồi mình đẩy phần tay của mình ra. Rồi, sau đó mình sẽ đánh với phần tay 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi, sau đó mình sẽ mở tay xuống như thế này. Và phần hông của mình sẽ đánh qua đánh lại. Ok, 2 lần. N1 and 2, đưa 3, đưa 4, 5, 6, 7, 8. Phần tay và phần hai tay của mình sẽ rút ngược qua như thế này. 5 and 6, 7 and 8. Rồi mình cuộn tay lên, đưa lên đằng trước. Phần tay này mình sẽ giữ nguyên. Rồi mọi người lưu ý là học cùng chiều nha. Ví dụ mình đưa tay phải là mọi người cũng đưa tay phải nè. Rồi phần cổ tay mình sẽ cuộn lên, đẩy qua. Ok. Và mở and mở. Đặt 1, đặt 2. Ok, thế là xong. Thì cái phần luôn luôn lúc nào mình cũng phải đi, đó chính là cái phần hông như thế này. Thì những bạn nào chưa biết cách làm phần hông thì Bin sẽ để video hướng dẫn ở đây nha. Ok, Bin sẽ đếm lại một lần nữa. Sau đó chúng ta sẽ ghép nhạc với tốc độ chậm nha. Rồi, 5, 6, 7, đi. Trừng, chắc, bùm bùm. Cuộn qua, em đưa lên. Đặt 1, đặt 2. Mở tay. Trừng, trừng, chắc, em 1, 2, mở 3, 4, 5, 6, 7, 8, lướt 1, 2, cuộn 3, cuộn 4, đặt 5, đặt 6. Ok. Chúng ta đã hoàn thành xong ca khúc Lưu Số Em Đi rồi. Thì Bin rất là mong thông qua video lần này tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành được vũ đạo và có một video sống ảo nha. Nếu trong quá trình học mọi người có cảm thấy khó khăn hoặc là muốn Bin làm video hướng dẫn mới nào thì hãy comment ngay bên dưới để Bin có thể biết nha. Và cuối cùng là đừng quên like và share cho video giúp Bin nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.